Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đánh giá sản phẩm của iDo Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mẫu tai nghe vừa có thể chơi game tốt, vừa có thể nghe nhạc hay, vừa có mic đàm thoại tốt để chúng ta có thể chat video call, họp trực tuyến, cũng có thể học online, nhưng có mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ có dưới 1 triệu đồng thôi. Và cái tai nghe này thì đến từ một cái hãng mà cái chất lượng của nó đã được khẳng định là tốt, bền, đẹp, rẻ rồi. Nói đến đây thì các bạn đã có một phần nào nhận ra đây là chiếc tai nghe đến từ hãng nào? Đó chính là hãng Somix. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu tai nghe, đó là chiếc Somix MS300. Một cái mẫu tai nghe không dây với cái thời lượng pin lên đến 70 giờ và sử dụng Bluetooth 5.0 mới nhất với cái độ trễ cực kỳ thấp và có chống ồn chủ động cho mic luôn. Trước khi đi vào trải nghiệm chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ cùng khám phá những cái phụ kiện trong cái hộp của nó nhé. Đây, chúng ta có một cái hộp được làm rất là to, nhìn khá là xịn sò. Nhưng thực ra cái hộp này nó to như vậy nhưng phụ kiện của nó không có nhiều. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái cuốn sách sử dụng, một cái tờ sớ như này. Đây, cuốn sách sử dụng thì có tiếng Anh và tiếng Trung. Cái thứ hai là các bạn sẽ có một cái tờ thank you, cảm ơn. Nếu như các bạn thấy chiếc tai nghe này tốt thì các bạn sẽ recommend. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cọng cáp sạc, một đầu micro và một đầu USB. Rất là tiếc chiếc tai nghe này vẫn dùng micro chứ không phải là USB Type-C. Và cuối cùng, cái mà mình đánh giá rất là cao đối với chiếc tai nghe này, đó là cái cáp 3.5 sử dụng cho những thiết bị có dây. Và cái cáp 3.5 này nó tích hợp mic và tăng giảm âm lượng luôn. Cái việc nó tích hợp cái mic ở trên cái dây này sẽ rất là thuận tiện cho chúng ta sử dụng ở trên laptop hoặc những cái thiết bị không có Bluetooth. Cái dây này mình thấy nó cũng làm khá là chắc chắn và cái chiều dài của nó thì khoảng tầm 1m2 thôi. Đấy là tất cả những cái phụ kiện đi kèm với chiếc tai nghe. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chiếc MS300 của Somix. Cái đầu tiên mà mình cảm nhận ở trên chiếc tai nghe này, đấy là cái trọng lượng của nó rất là nhẹ, chỉ khoảng 200g thôi. Và ở trong cái tầm giá dưới 1 triệu đồng thì hiện tại ở trên thị trường có một chiếc tai nghe của Sony, đó là chiếc Sony CH510 và một chiếc tai nghe đến từ Skullcandy, đó là chiếc Skullcandy cassette, nhưng mà đều là hai chiếc tai nghe on ear. Còn ở đây chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe over ear. Khi chúng ta đeo chiếc tai nghe này vào thì cái tai của chúng ta sẽ nằm trọn ở trong cái phần phát ra này luôn, chứ nó không bị đặt nằm đè lên tai như hai cái mẫu tai nghe kia. Đây là một cái lợi thế của chiếc MS301 so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp kia. Đồng thời nó vẫn giữ được cái thiết kế rất là thon gọn của một chiếc on ear. Khi di chuyển thì chiếc tai nghe này nó cũng mang đến cái cảm giác đỡ bị cồng kềnh và đỡ bị vướng víu hơn. Trong cái thiết kế của chiếc tai nghe này thì mình đánh giá rất là cao về cái độ hoàn thiện. Nói là ở trong cái tầm giá dưới 1 triệu đồng, tuy nhiên chiếc tai nghe này cũng được Somix làm với cái độ hoàn thiện khá là cao. Và nó cũng không hề thua kém cái độ hoàn thiện ở trên hai cái cặp tai nghe đến từ Sony và Skullcandy. Chúng ta vẫn có một cái tai nghe được làm hoàn toàn bằng nhựa. Ngay ở cái phần headband này, các bạn sẽ có một cái phần đệm đầu làm bằng da rất là mềm và dày, giúp cho cái cảm giác đeo ở trên tai thoải mái và nó êm ái hơn. Và chúng ta có một bộ pad ra khá là rộng, khá là to và đeo khá là êm. Cái phần ear cup của chiếc tai nghe này được làm nhám một chút và cái tai nghe này nó không bị bám vân tay. Đây, trên tai nghe chúng ta có cái phần microphone được làm rất là to để giúp cho cái việc đàm thoại của chúng ta có cái chất lượng tốt nhất. Và mình cũng đã so sánh về cái chất lượng đàm thoại của chiếc Somix này với CH510 của Sony và chiếc cassette của Skullcandy, thì mình thấy rằng cái chất lượng đàm thoại của chiếc tai nghe này thực sự ấn tượng và nó vượt trội hơn hẳn so với hai cặp tai nghe kia. Trên tai nghe này vẫn có 3 phím bấm, đấy là phím bật nguồn, kiêm nút dừng chạy nhạc, nhận cuộc gọi. Bên cạnh đấy là nút tăng giảm âm lượng, kiêm nút chuyển bài. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái đèn LED để báo hiệu sạc cũng như là báo hiệu cái trạng thái kết nối. Bên dưới nữa thì chúng ta có một cái cổng sạc micro USB. Cái điểm này là cái điểm mình chê nhất, bởi vì bây giờ rất là nhiều những cái thiết bị đã chuyển sang sử dụng Type-C. Bên cạnh đấy chúng ta sẽ có thêm cổng AUX để cắm với cái dây. Khi mà sử dụng tai nghe có dây thì cái mic ở trên tai này nó sẽ không còn hoạt động nữa. Thay vào đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái mic ở trên dây này. Và đây cũng là cái điều rất là hay, bởi vì một cái mic ở gần mồm chúng ta thì sẽ rất là tốt cho cái việc đàm thoại, nó sẽ có cái chất lượng đàm thoại tốt hơn. Tiếp đó chúng ta cũng sẽ có một cái lỗ mic thứ hai.
Có nghĩa là trên chiếc tai nghe này, Sonmix sử dụng đến hai cái microphone, một bên trái và một bên phải. Còn về cái độ bền của chiếc tai nghe này thì các bạn khỏi lo nhá. Đây, các bạn nhìn mình bẻ chiếc tai nghe này. Nó rất là chắc chắn. Các bạn không phải lo phải giữ gìn cho chiếc tai nghe này lắm. Chúng ta có thể quăng quật thoải mái cũng không sợ. Các bạn cũng hoàn toàn có thể kéo ra để cho cái kích thước của headband này nó rộng hơn nhá. Cái phần khớp nối này thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, chứ nó cũng không phải là một cái khớp nối có cái độ trơn tru cho lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đeo chiếc tai nghe này lên để chúng ta cùng trải nghiệm cái cảm giác đeo của nó nhá. Đây. Khi đeo lên trên tai thì chúng ta sẽ chỉnh lại một chút cho nó phù hợp với cái kích thước đầu của mỗi người. Cái cảm giác đeo của chiếc tai nghe này phải nói là rất là tốt. Nó êm ái và nó nhẹ nhàng lắm các bạn ạ. Cái đệm da của cái tai nghe này nó ôm trọn luôn cái tai của mình. Và cái cảm giác đeo chiếc tai nghe này nó cũng rất là thoáng, chứ nó không bị bí. Cái việc cách âm với môi trường bên ngoài thì khi các bạn đeo tai nghe này lên, nó cũng chỉ làm âm thanh ở môi trường bên ngoài giảm xuống một chút thôi, chứ nó không phải là cách âm hoàn toàn với môi trường bên ngoài. Nói chung là khi mình đeo lên thì mình vẫn có thể nghe được những cái tiếng động xung quanh. Tất nhiên là nếu như các bạn bật nhạc lên tầm khoảng 50% rồi thì rất là khó để có thể nghe được những cái tiếng ở môi trường bên ngoài nữa, bởi vì lúc đấy âm nhạc đã lấp đầy không gian của chiếc tai nghe này rồi. Nếu như mà so với hai chiếc tai nghe của Sony và Skull Candy thì cái cảm giác đeo của chiếc tai nghe này nó đã thoải mái hơn rất là nhiều rồi. Với hai cặp tai nghe kia thì nó bó rất là chặt vào hai bên tai của mình. Cái điều này làm mình thích chiếc tai nghe này hơn so với hai chiếc tai nghe kia. Còn nói về cái phần microphone của chiếc tai nghe này, như mình đã nói trước, chiếc tai nghe được tích hợp hai cái microphone. Một cái microphone thì nó sẽ dùng để thu lại cái tiếng ồn xung quanh và khử cái tiếng ồn này đi. Và một cái microphone to hơn ở đây, nó dùng để tiếp nhận cái giọng nói của chúng ta và khuếch đại cái tiếng nói đó lên để giúp cho cái âm thanh ở đầu bên kia họ nghe được tiếng nói của chúng ta một cách rõ ràng, với độ trong trẻo và cái độ méo tiếng là thấp nhất. Mình cũng có một cái bài test về chất lượng microphone trong cái video này. Các bạn sẽ xem ở trong cái phần test microphone để thấy rõ hơn về cái chất lượng microphone ở trên chiếc tai nghe này nhá. Xin chào các bạn, mình đang test mic trên chiếc tai nghe Sonmix MS300, một lựa chọn tai nghe không dây cực tốt cho nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến tại nhà cũng như giải trí đa phương tiện như xem phim, nghe nhạc, chơi game. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất, đấy là cái chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe. Một chiếc tai nghe không dây với công nghệ Bluetooth 5.0 có hỗ trợ chống ồn chủ động cho mic, nhưng có cái mức giá chỉ có dưới 1 triệu đồng thôi. Vậy thì chúng ta sẽ trông chờ gì ở cái chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe này? Thực tế khi mình chưa trải nghiệm thì mình cũng không có kỳ vọng nhiều. Tuy nhiên khi mình trải nghiệm thì mình nhận ra rằng đây là một chiếc tai nghe rất rất phù hợp cho những cái hoạt động giải trí đa phương tiện hay là học tập online. Cái tai nghe này, cái điểm hay nhất và cũng là cái điểm mình đánh giá cao nhất so với những cái cặp tai nghe ở trong cái tầm giá 1 triệu, đấy là cái âm trường và cái âm hình nó tạo ra. Không giống như ở chiếc CH510 của Sony hay là chiếc cassette của Sony, chiếc tai nghe này nó mang đến một cái âm trường rất là rộng, nó rộng thênh thang luôn, nó giống như chúng ta đang nghe loa vậy. Chính vì vậy khi nghe nhạc, xem phim, chơi game hay là kể cả đàm thoại, các bạn sẽ cảm giác rất là thoải mái, không bị bí một chút nào khi chúng ta sử dụng lâu. Với một cái cặp tai nghe dưới 1 triệu đồng mà có được điều này là một cái điều thực sự là đáng khâm phục với Sonmix. Cái thứ hai đấy là với cái việc họ sử dụng cái Bluetooth 5.0 thế hệ thứ 3 rồi, mang đến một cái độ trễ rất là thấp, nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy đỡ bị delay hơn khi chơi game, xem phim. Cái điều thứ ba mình thích ở chiếc tai nghe này đấy là cái chất âm cân bằng ở cả ba dải âm. Không giống như là chiếc Skull Candy cassette hay là chiếc Sony CH510 mang đến một cái chất âm thiên tối nhiều hơn, với cái âm trầm rất là mạnh mẽ và phù hợp chủ yếu cho những cái dòng nhạc sôi động, thì chiếc MS300 này mang đến một cái chất âm rất là cân bằng với ba dải đồng đều. Tất nhiên, Sonmix xưa nay vẫn mang đến một cái chất âm khá là ấm áp, nhưng nó có sự kiểm soát ở cả ba dải âm đều rất là tốt, chép rất chi tiết nhưng không bị chói, vẫn có một cái âm bass khá là bùng nổ nhưng lại được kiểm soát rất là tốt, nó đỡ bị ù nền và nó không làm cho cái không gian nó bị quá tối. Đồng thời bên cạnh đấy là một cái dải mid nghe khá là ngọt và khá là trẻ, với cái độ gai, với cái độ tươi. Tóm lại, Sonmix MS300 này các bạn có thể nghe được nhiều dòng nhạc, từ dòng nhạc trữ tình đến dòng nhạc sôi động,
đặc biệt với cái dòng nhạc pop hiện đại. Thêm một cái điểm nữa, đấy là cái độ chi tiết của chiếc tai nghe này mình đánh giá cũng rất là cao. Khi mà các bạn xem phim và chơi game thì cái khả năng tái tạo lại cái không gian cũng như là cái khả năng sắp xếp nhạc cụ của chiếc tai nghe này rất là ấn tượng. Đặc biệt là khi các bạn chơi những cái game bắn súng thì các bạn sẽ nghe rất là rõ cái tiếng bước chân. Tóm lại, nếu các bạn đang cần một chiếc tai nghe để giải trí đa phương tiện ở nhà, nghe nhạc khá, xem phim, chơi game tốt, bên cạnh đấy cũng cần một chiếc tai nghe để có thể học online, học trực tuyến, thì đây là một trong những cái lựa chọn mình rất là tâm đắc và mình khuyên các bạn nên sử dụng chiếc tai nghe này. Vậy là bài review của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.